Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Lữ Tơ Kít được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Olympia. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về lữ tơ kít cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của lữ tơ kít, lữ T in việt quất, vitamin A, dạng bào chế, hỗn dịch uống, công dụng, chỉ định của lữ tơ kít, bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ bổ não và bổ mắt giúp cải thiện thị lực. Chống chỉ định khi dùng lữ tơ kít. Với người quá mẫn cảm với thành phần sản phẩm. Liều dùng, cách dùng lữ tơ kít. Tham khảo ý kiến từ bác sĩ, dược sĩ hoặc đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng lữ tơ kít. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Những đối tượng cần lưu ý trước khi dùng, người già, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi, người suy gan, suy thận, người mẫn cảm dị ứng với bất cứ chất nào trong thành phần của sản phẩm, hoặc đối tượng bị nhược cơ, hôn mê gan, viêm loét dạ dày. Tác dụng phụ của lữ tơ kít Tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, khi sử dụng sản phẩm có thể gây ra những tác dụng phụ khác nhau. Để đảm bảo an toàn, cần tham khảo thêm ý kiến từ bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm lữ tơ kít, đồng thời biết cách sử dụng lữ tơ kít sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham